trên đánh núi liên đài. Tu hành tầm đau một mai cứu đời, lãng thương một cõi xa chơi. Non cao đánh thương thầm thời vô cùng. Hiu hiu gió thổi lạnh lùng, phất phơ liều yêu lạnh lùng tòng mai. Mùa xuân hương cánh lầu đài, lúc còn xác thịt thi tài hùng anh. Tư vi mây phủ nhiều đoanh, mộng lai một cõi hữu danh chữ đêm. Kể từ tiên cảnh ta về, non bồng ta ở giữa kề mấy năm. Dạo chơi tầm bực tri âm, nay vì thương chúng trần gian phản hồi. Nghĩ mình trong sạch đã rồi, đào tiên tạm thực về ngồi cõi xa. Phong trần tâm đã rời ra, Ngọc Thanh là hiểu ngài ra chơi chuông rừng xanh. Tôi về kinh kệ cưỡi canh mặt người, xuống trần lỡ khóc lỡ cười. Nọ qua lông trần gian mới rõ tấm lòng thần tiên. Thương đời ta mượn bút nghiêng, thở than ít tiếng giải phiền lòng son. Bắt đầu cha nọ lạc con, tình một khi rước đưa người tục tu trì xa khơi. Nó chiều rồi lại đói mới dương trần sắp dương bình trời từ trần sớm liệu bắp khoai cháo rau đỡ dạ tháng ngày.
nguyện cầu qua khỏi nạn tai. Đặng quay tiên khánh lầu đài quốc dương, niệm Phật nào đợi mùi hương. Niệm tâm thành kính bể bắt non tầng, quân viên tham báo xa gần cũng qua, chánh phân cho rõ tài ba. Đến nơi thế gian bước miệng kêu mời cõi âm, dầu cho có ở xa xăm cũng là sáng tới viếng thăm dương trần ngũ hành cùng các chư thần. Chúng sanh chuông kia treo sợi chỉ mạnh, chẳng lo thân phận lo dành bướm ông, phiếu trùng hải liệu cho xong. Đến chừng gặp sợ người tề hiền lương đến hồi cũng kề với nhau, phất trời chẳng luân nghèo giàu, ai nhiều phước nghi đức được vào cõi tiên, hữu phần thì cũng thịt xác trần xa tay dân chúng được gần bồng lai. Mai sau nhiều cuộc đất cài đua nhau mà cháy lầu đài cũng xa, lập rồi cái hội long quang đặng quay hiền ngà đức được là bao. Tà hồn sát cung tiêu, thám thương ba tánh chính chiều ruột đau, mặc ai tranh luận thấm cao, thương trong lễ thơ xáo xào từ chinh chinh bóng xế về tây, đói nhìn trần thế xác thay ê hề. Thương trần ta cùng ráng thề, đặng cho ba tánh liêu bề tu thân. Anh chẳng được đức ân
thì ta chẳng phải xác thân người đời. Phật truyền ta dạy mấy lời, đặng cho trần thế thức thời tu thân. Nào là luân lý tứ ân, phải lo đền đáp xác thân mới còn. Ai mà sửa đặng vuông tròn, lòng dân đến hồi lầu son giữa kề. Thương đời văn vật sai mê, làm điều gian ác thảm thế sau này. Kể từ hầu hạ bên thầy, vào ra chầu chức đài mây cũng gần. Tuy là nương dựa non tầng, ngày sau thế cuộc xây dân về Nam. Qua sông nhờ được cầu Lan, tu hành nào đời chùa ám làm gì. Bây giờ bạc lộn với chì, nửa sao lọc lại dứt tì cũng chê. Bơ dân chớ có sai mê, trung lương chánh trực vừa kề đài mây. Mạng lo gây gỗ tối ngày, chẳng lo rèn đúc trí tài hiền lương. Thân này ăn tuyết nằm sương, chẳng than chẳng thờ vì thương thế trần. Theo thầy giảng dạy nhiều lần, dương gian nào biết thế trần nào hay. Cầu cho dân khỏi nạn tai, qua nơi khổ nào mặc ai chê cười. Bạc đâu dám sánh vàng mười, u mê mà lại chê cười thần tiên. Giả từ sớm lạnh lâm tuyền, về đây hội hiệp xả duyên tớ thầy. Ở rừng bạn với cao cây, bây giờ xuống thế cao cây lìa xa. Thiên cơ biến đổi trang qua, chẳng sờ.
rằng quả phước vô ngôn, đau đầu cùng phải xác hồn tiêu tan. Khuyên người hữu phước giàu sang, mau mau làm phước làm doan cho rồi, để sau khó đứng khôn ngồi. Ngược xuôi bị nơi răng rích chẳng vui đâu, là răng to tên gọi mãng xà, trên rừng nó xuống nó tha dương trần. Làm đường ngay thẳng có thần đồ cho, thương đời hết dạ cần lo, chẳng lo niệm Phật nhỏ to làm gì. Tu là tâm trí nhu mì, tu hiền tu thảo, vậy thì cho xong. Tu cầu cứu vớt tổ tông, với cho ba tánh máu hồng bớt sơn. Tu cầu cha mẹ thành sửa trọn ân tình, tào khen chồng vợ bố kình đừng phai. Tu cầu đức Phật Như Lai, cứu dân qua khỏi nạn tai buổi này. Chữ tu dạy khuyên, ra đời xứng hiểu khùng điên, nào ai có rõ thần tiên là gì. Tu không cần lại cần quỳ, chẳng màng ra quay ra lực cởi thoảng xa chơi. Con sông dòng nước chiều mới giống lòng trai
đạo hiểu thông. Thiên cơ đạo lý để lòng mới thôi, chữ dinh chữ nhục mấy hồi. Tình chuồi lao hiểu rồi những việc lao đao, ở cùng cô bác làm sao cho tròn. Kinh nhiêu nào phải hao mòn, ở cho phải nghĩa lòng son mới vừa. Nghìn ngang hỗn ẩu phải chừa, bà con nội ngoại già thưa mới là. Xóm giềng phải ở thật thà, dầu không quen biết cũng là như quen. Ở cho cha mẹ ngợi khen, gặp người lắm nàng đua chen giúp giùm. Xác thân là cái gông cùm, nếu làm chẳng tròn cú hùm sẽ thấy. Cho rồi nhân nghĩa mới hay, lễ nghi phong quá đổi thay làm gì. Từ đây biến đổi dĩ kỳ, dương thế chuyện gì cũng có chuyện lai. Rèn tâm cho được thẳng ngay, khỏi nơi tà quỷ một mai thấy đời. Cũng là người ở trong trời, cớ sao ăn ở nhiều lời ngổn ngang. Hung hăng ý của giàu sang, chẳng khiến trời Phật mê mang ý tiền. Giải rồi cái đạo tu hiền, làm trai nhỏ tuổi tình duyên đang nồng. Cũng đừng ghẹo gái có chồng, cũng đừng phá hoại chữ đồng gái trinh. Ra đường chọc ghẹo gái xinh, nửa sao mắc phải yêu tình hư mình. Lời cha mẹ mà gìn gia ca, nghiêm đường chiếu linh cho an, loạn luân can kỷ hổ mang tiếng đời. Anh em đừng có đôi dời phụ phàng dơ, tình
trời đất rộng thinh, có thần xem xét phân minh cho phận gái cần chuyên làm ăn thì phải cho xin mới làm, phải gìn giữ dòng lòng ta đừng chiều theo nó vậy mà hư thân. Nghe lời cha mẹ cần tùng vẹn giữ lập thân buổi này, tình duyên chẳng kiếp thì chạy chứ đừng cãi lệnh do mây ngoại tình, đi thưa về cũng phải trình công dung ngôn hành, thân mình phải phải sửa làm sao, làm ăn các việc tầm phào chẳng nên. Mình là gái mới lớn lên, đừng cho công việc hơ hên mới làm, chữ dung là phần đàn bà. Dốc hình tươi tắn đứng đi dịu vàng, dầu cho mắt chữ nghèo nàn cũng là phải sửa phải sang mới màu. Ngôn là lời nói mặc dầu cũng cho nghiêm chỉnh mới hầu khôn ngoan, đừng dùng lời tiếng phản ngang thì cha với mẹ chồm xóm mà đừng cho mất lòng. Bốn đều nếu đã làm xong cũng gìn chữ hiếu phục tòng sống thân, giải rồi những chuyện đức ân phận làm cha mẹ xử phân lẽ nào. Lỗi lầm chớ có hùng hào, đừng chơi đừng rúa đừng cao đừng bươi, đem lời hiền đức tốt tươi đặng mà giáo hóa vàng mười chẳng đừng gây gỗ giận hờn cho con bắt trước xả dương mới là. Nam mô sáu chữ Di Đà. Từ bi tí độ vậy mà chúng sanh xưa nay sáu chữ lạnh tanh chẳng ai chịu khó niệm rành thử coi, trì tâm thì qua ít ngôi. Bây giờ dùng thứ mà coi lẽ nào rạch tim đem để nó vào thì là mãi khỏi máu đào tuôn rơi.
biết ta tới rồi tu sao kịp, mưa chiều mới cho thành. Ngày nay chim đã gặp cành, chẳng lo đầu lại cho rành gió mưa. Tu hành nhiều kẻ chẳng ưa, mặc ai dèm xiêm sớm trưa chẳng màng. Gặm trong thế sự trần hoàng, người hung người ác tà gian cũng mơ nhiều. Thương đời ta mới đánh liều, mong người tu tịnh ít nhiều cũng hay. Muốn tu còn đợi chiều dài lâu hư. Những người có của tiền dư hãy nên bố thí, dành tư làm gì? Sao đây nhiều chuyện ly kỳ, kể sao cho xiết vậy thì dân ơi. Tại sao chẳng cung chè xôi, bởi vì tận thế Phật thôi ăn chè. Cũng không có muốn qua què, lầu đài sơn xếp cũng là chẳng ham. Ai chê khờ dài cũng cam, chớ tôi cũng chẳng có ham. Lầu đài chữ tu hại ráng miệt mài, đừng kể dân dài, đừng để máu lâu. Giao khuyên khắp hết đầu đầu, rồi cũng bớt cóc khen. Trong đờn lễ nhạc tới xe ít gì, đàn nhu thầy lễ cũng kỳ. Bình hưng lại thêm đờn địch từng tưng, đem con heo sống mà dưng làm gì. Chủ gia kẻ lại người quy, làm sửa đi.
ta luôn sầu bi. Học nho cứ mãi làm thi ngạo đời, rung đồi ngắm chuyện trên trời. Tình duyên cá nước dậy thời gió con, thấy đời ta cùng heo vương. Học nho mà chẳng làm tròn nghĩa nhân, khoe mình chẳng có ai hơn. Nhờ làm thuốc bắc đỡ cơn túng nghèo, hiền nhân chẳng chịu làm theo. Đời đời năm cách người ta hoàng hôn, lành bay còn ác lại được. Các lâm hãy nên trao sữa hiền nhân mới làm, những người quê vốn thật thà cũng nên tu niệm nhờ mà thân sao lập đời. Đời xưa có ngũ viên kỳ, đem tài học tu kiến thị cho dân. Người xưa còn chẳng cần thân, miễn cho trong nước chúng dân được nhờ. Lời lẽ tỏ mờ thế nào, luận xem thế sự thấp cao, khuyên dân hãy bớt làm màu hiếu nhiên, bớt bỏ rình rang một khi nếu cha mẹ chết làm y lời này. Là lời truyền giáo của thầy, bông hoa cầu Phật hiệp dậy đi chung. Còn mình muốn đại làm con thì là tùy ý đáp hôn cho người. Gặp trong thế sự nực cười, chẳng lo cái xưa cho người tâm mình. Làm chữ hiếu mới hay, chớ mướn người ngoài cầu nguyện khó siêu. Muốn cho tội lỗi mòn tiêu, thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới hay. Một liền cứu mẹ bằng nay, nhờ người hiếu hạnh tâm dài từ bi.
ai ai hãy ráng mà suy. Thương đời ta tỏ chuyện mi rõ ràng, làm tuần trà rượu xin xoan. Rồi thì chửi lồn mà ăn nổi gì? Dương trần làm chuyện gì kỳ, tạo nhiều cảnh giá chân thì chẳng theo. Của tiền chớ có bỏ theo, chết rồi tê lễ bò heo làm gì. Nếu ai biết chữ tu trì, cha mẹ còn sống vậy thì cho ăn, không làm để ở lung lăng chửi cha mắng mẹ lăng xăng thiếu gì. Ở cho biết nhường biết tùy, vui lòng cha mẹ vậy thì mới ngoan. Đạo là vốn thiệt cai đàn, ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh. Thôi thôi bớt miệng hùng anh, ở nơi cửa khẩu thiệt rành tiếng mi. Chứng bài quân tử làm chi, của đồ hô bích vậy thì xưng hô. Lũ đàn lũ điếm hồ đồ, anh hùng quân tử xưng hô rền trời. Gặp ai mắc nạn cười chơi, chớ không ra sức giúp đời điều chi. Hổ mình là bậc tu mi, chưa tròn bổn phận mà ti tôn mình. Kể từ thượng lộ đăng trình, vào nam ra bắc mặt tình bốn phi. Khuyên răng trần thế một khi, tuôn đời sắp hạ bằng nay rõ ràng. Dương gian làm quyền nói càng, cùng sớm cuối làng đâu cũng như đâu. Họ reo dục trống nhiều câu, sai đồng khiến thầy các người. Nhiều chuyện trò cười, hãy bỏ bớt đi. Đừng hò đừng reo làm chi, nghinh ngang kêu múa có khi hại mình. Không thì cũng mặc tình, nói cho rõ rệt. Dân tình không là
Quan Âm Nam Hải Phổ Đà cùng thầy ra lệnh, nên ta giáo truyền thánh thần không phải thiếu tiền mà kêu mà reo xuống trần mà sai. Nam mô Quan Âm Như Lai, cầu xin chư Phật cứu nai dương trần. Làm sao cho giả được vui, cúi đầu lại Phật cầu xin cứu trần. Lời khuyên xưa cũng một lần, nay mượn xác trần xuống bút ra cơ. Khôn ngoan nghe nói ngần ngơ, ngu si thì tướng như thơ biếm đời. Ở đâu cũng Phật cùng trời, thành chí nguyện xem đời khó chi. Văn thù Bồ Tát từ bi, giải chẳng dình thì sao đừng trách mất tình yêu đương. Bạn môn tài phép nào tường, kêu trời dầm đất cũng thì già rân. Nói cho trần thế liệu toan, nhiều phép nhiều môn bùa mê thuốc luôn mê hồn chúng sanh.
thành binh sĩ đồ cũng rành. Nếu tin thời mất tan tành về sao, bây giờ bất luận người nào không dùng của thế sắc màu cũng không nói cho bổn đạo rõ lòng ấy là chân chánh mới hồng vinh vang. Địa tiên tài phép đa đoan truyền thâu hết phép thần cứu an ba tánh một lần nạn nguy. Phiên binh bốn phía tứ vi kể sao cho xiết chuyện đi sau này lớp thì thu ác dậy đầy thì tranh đấu tối ngày chẳng thôi. Kẻ hung chừng đó làm mồi cho bầy ác thú đền bồi tối xưa, bây giờ còn mãi lọc lừa chẳng lo kiếm chỗ đục mưa sau này. Hiền lành chừng đó xâm dày quân thần cộng lạc mấy ngày vui chơi, đến đó ta mới mừng cười nhìn xem ngọc đế giữa trời đỉnh phân. Thiên hoàng mở cửa các lân, địa hoàng cũng mở mấy từng nụt môn. Mười cửa xem thấy ghê hồn, cho trần coi thử có mà hay không. Nhân hoàng cũng lấy lẽ công, cũng đồng trừng trị kẻ lòng tà gian. Ấy là đến lúc xế sang, tam hoàng trở lại là đời thượng quân. Khuyên dân lòng chớ có sờn, ráng tu thì được xếp đờn trên mây. Người hung chết đất chật thay, nhìn xem bắt phạm ngày dài cho dân. Mấy người còn được xác thân thì là đại ngọc các lần mới kỳ. Bây giờ kẻ nhúng người trề chê ta rằng dài rằng khờ cũng cam. Dương trần bỏ bớt tánh tham, đừng chơi cờ bạc, đừng làm ác gian, để sao coi hồi coi hàng, coi tiên coi Phật mới ngoan mớ trần. Điểm đàn đi thoáng chớ gần, để sao xem thấy tầng xôn xao. Tuy nghèo dùng đỡ cháu rau, bên lòng niệm Phật thì sao thanh nhàn.
dịch sớm làng ghét giờ. Khi xưa ta cũng làm thơ mà đời trần hạ làm ngơ ít nhìn. Dạy cho trần thế phi tình đàn tiếng cõi tục phân minh hai đường. Bây giờ khắp bộ là cụ mềm tốn tiền buồn ngủ lại thèm đồ ăn, nhảy lui nhảy tới lăng xăng làm tuồng mèo má thêm nhăn cho đời. Hạ muôn lòng giá đổi dời bây giờ khổ là đây. Sáng nghe lời dạy của thầy để chừng đến việc kiếm thầy khó xa. Tây phương thầy lại quá xa nên ta mới nói cạn lời dân nghe. Đừng ngựa xuống xe ăn xài phí của lúa the làm gì. Xuống trần ta giải cú lì cút cho trần thế nghe thì mới thôi. Ngày nay xe lết xe lui đúng lời truyền sấm của hồi đời rồng rắn ngựa dê chúng sanh thế giới ê hề thấy phơi. Tràng trình truyền sấm mấy lời ngày nay dân chúng dậy thời sáng tri hiện nhân bốn phần tu mi hãy mau thức tỉnh kim thì quyền cơ ngọn đèn khi tỏ khi mờ chúng sanh còn đợi còn chờ chuyện chi. Trên trời xuất hiện tử vi quang minh sáng suốt vậy thì dân ôi thương dân khó đứng khôn ngồi tâm trung. Gió giông thì cội cây rung phương xa có giặc thung dung đằng nào trời tây chung nó hùng hào đêm lòng gây gỗ máu đào trời cho chúng qua chuông thế gian yên lặng hết tuồng khải ca. Tây phương tuy ở cõi xa thành tâm thì có Phật mà đau khỏi nạn tai dắt dìu tiếng cánh
bồng lai nhiều người. Xem trần khó nổi vui cười, lo giàu lo lợi chẳng rồi bơ dân. Mẹ cha là kẻ trọng ân dưỡng nuôi bao yêu lúc thân yêu già, dưỡng linh đơm quậy mới là có chi cũng nấy. Vậy mà dân ơi, ta là thân phận làm tôi phải đền phải đáp cho rồi mới hay. Mặc ai tranh luận tài, khuyến dân nên hãy miệt mài chữ tô. Giảng này ra cuối mùa thu, dạy ăn dạy ở chữ tu vuông tròn. Học theo mối đạo làm con, luận xem học mới mấy đoạn đời này. Văn minh sửa mặt sửa mày, áo quần lan nước ngày rài ăn chơi, dọn xem hình dốc lá lơi, ra đường ăn nói những lời nguyệt qua. Trong tâm nhớ những điều ta, lời ăn tiếng nói thiệt là quá lành. Xưng là đầu trẻ tuổi xanh, chẳng trao hiền đức học hành làm chi. Khôn ngoan thời những chuyện gì cũng là lừa dối, vậy thì đẹp tươi. Gái trai đến tuổi đôi mươi chẳng kiêng cha mẹ nói cười lạ lơi, so hình sửa sắc chiều mới đắng làm những chuyện trái đời. Cổ trọng kim phụ cha phản vua lỗi niềm tôi con, thấy đời trần hạ thong don ai nuôi cho lớn mà còn khinh. Thật hơn thì đời nay học hay lợi dụng tiền tài, lên quan xuống quyền
cười chê. Miệng kia mở chửi thề gian sân, chẳng lo rèn trí lập thân. Lòng nhân giúp đời đừng đợi trả ơn, miếng tròn bổn phận hay hơn bạc vàng. Đánh liều ta cũng nói càng, cứu dân bất luận giàu sang. Tỉnh Triều Minh nàng kiều vì hiếu bán mình chuộc cha, tuy là lưu lạc bốn ba đến khi mang hạng bản xưa cũng nhìn ghé cưa ta cũng mặc tình nghiệm kiếm suy cô biển mình ở thế nào. Ba già kẻ thấp người cao, hiền thần hiếu nghĩa ráng trao cho rồi, giảng này chỉ các điều tôi khuyên dân hãy ráng mà ngồi mà suy. Thân ta ta chẳng miễn cho ba tánh nạn gì cũng qua, luận xem những việc xấu xa chúng sanh tưởng Phật thì là hải quái. Khác ngài như thế đứa thôi, nguyện cầu thế giới bớt ngồi chiếu manh. Ta cho ba tánh bức tranh vô hình, ai ai cũng ráng xét mình, nếu còn tánh xấu thì rinh ra ngoài. Cạn lời mà ý còn dài, hiến cho trần hạ một bài ngủ ngôn. Tới đây ta giả làm Ngọc Thanh lui cố phi bốn năm kỳ, hiện thần sách sử nếu ghi miếu son tạc để thu mi trung thần. Thôi thôi cánh khô hầu gần, khuyên dân chúng ân cần nhìn xem, ra đời dạy dỗ anh em, xem qua ít bận ráng đêm vào lòng người tu như thể bá tòng. Ai ai cũng quý cũng trông cùng nhìn, sửa trao là phần của mình. Xưa nay lời lẽ sự kinh rõ ràng,
chừng nào ta gặp hớn hoàng, chúng sanh mới hết phàn nàn số căn. Mạnh tông xưa cùng khóc măng, đất khô này mục rõ lòng hiếu nhi, mặc ai nhạo báng khinh khi, phần ta niềm chữ từ bi đổ đời. Muốn xem được Phật được trời thì là phải ráng nghe lời dạy răng. Bá gia cùng các chư tăng việc tu không đợi, hương đăng làm gì, đời cùng tu gấp kịp thì. Đặng xem báo ngọc ly kỳ năm đoan, Phật thương bổn đạo như con, muốn cho bổn đạo lòng son ghi lời. Nữa sao đến việc biết đời, bây giờ chưa thấy nó thời không tin, tới đây cũng dứt giảng kinh. Nếu ai biết sửa tâm linh mới màu, Nam mô lòng sợ nguyện cầu, chúc cho ba tánh muôn sầu tiêu tan. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cầu Phật Tổ, Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, chư Quan Cựu Thần, chư vị Sơn Thần, chư vị Năm Non Bảy Núi, phổ độ bá tánh vạn dân, tiêu tai tịnh sự, giải thoát mê ly.